cái đèn lên chị. Bước này là bước sát khuẩn, đi điện tiến sát khuẩn nha mọi người, giúp cho da nó kháng viêm, nó khô cái còi mụn lại. Đó nên là cái sát khuẩn mọi người thường sử dụng là cái nước muối sinh lý hoặc là bovinin, thì bên mình thì sử dụng sát khuẩn bằng cái này nha. Cái gì mà để cái mái tóc cái gớm vậy nha, đang uống mà không cắt gì à. Đắng nha. Trà nó đắng. Cái vòi nó bị bể khúc không lên luôn á. Bưởi á, nó sát bưởi rồi. Giờ mới biết hả? Ăn nhiều không? Cái ăn ít mà. Nhìn tướng ăn chị biết rồi. Mà tướng hạnh nhà chị nó cũng ốm giống em vậy, mới ăn nhiều nữa là sao? Đã ăn nhiều bởi vậy. Đúng rồi, phải thật chữ nữa. Ta cũng khét mà. À vậy hả? Quẩn hơn nhiều hết sáng ha. Nhiều lắm.
có sức dưỡng không Nam? Ủa sao? Có là em thích. Để đi mua lại mà mình hết. Tự nhiên lúc tối mở YouTube nghe xong nằm ngủ hồi xong mà đè lên gọi điện thần tâm tách chữa mà lúc đấy là 1:30 tôi đang đổ ngón lên cái tút mở ra để thấy đang gọi điện thần tâm mà nó đổ bóp máy hả? Nó chưa kịp bóp máy thì em tắt rồi. Em mới nghe tút 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 lại dậy quên hẹn gì đó quên uống rồi quên đó rồi. Nó nhắn tin cho vợ tôi hả? Hãy cho nó đi qua quán quán đó mà. À, quán quên nó đây. Em lên nằm nằm rồi em mới nhớ. Mà sợ ý là sao mà gọi cho nó mới hay chứ. Tại vì nó số của nó nằm phía dưới rồi. Vô danh bạ đó. Không. Tin nhắn. Thì đấy, cái đoạn tin nhắn đấy thì em bảo là nó nằm ở dưới là sao mà có thể gọi được hay thật đấy. Hơn thì gọi cho nó thì gọi người cho người yêu cũ cái mắc cười dữ. Nghe tiếng ngáy của Hoài. Ủa chị Hoài cũng ngáy hả? Không bao giờ chị ngáy, chị nói vậy thôi. Không nghe chóc chết gì. Cái nút chuột chuột không? Chị ngủ rất là yên ổn nha. Ngửa mặt thôi đụng nó là cũng đau. Cho chị bị thâm là do nó đó. Thì nó viêm viêm lên á. Tức quá nặng luôn. Thâm quá trời thâm. Xong cái cục một ảnh thì đâu có đụng nó đâu. Nó tự nhiên nó hết. Thôi mà chị yên, yên về thì đụng nó đấy. Thế tự nhiên không đụng nó mà không nhận thời gian. Khoảng một tuần sau tự nhiên nó hết. Thì mình cứ một chất lượng thôi. Mới gớt là chị không phải gì đâu. Tự nhiên không biết nó rớt là nó lặn tự nhiên và bữa sau sờ mặt thấy nhịp lại cả da em khỏe mà cái cục nào mà mình được thì rồi nha may mà đúng hai cục rồi đấy. Em đi ngoài nữa. Có đem xuống cho Hạnh chưa? Em đâu, có tủ lạnh đúng không? Em có. Ủa, sao? Có cái con Julia. Ngoài nó mới uống hả? Sao gì? Có liên hệ con Julia. Có. Ủa, mấy hả? Quá coi luôn.
Ai bệnh ý là ai? Đi ra. Bệnh gì? Em không biết. Đi làm viện. Ghê vậy? Làm viện mình lái tiktok nè. Sáng nào không lái đó. Nghe có người xa quá quên chị em. Giờ chạy vô coi tàu người làm đâu. Coi có bị nghiện không? Chị xem lại tiếp tục, chị xem lại hai người, chị xem lại đấy, hai người. Rồi, nằm như vậy tầm khoảng 15 phút nha. Quay luôn hả? Ừ. Rồi, em đợi cái tập khác bài nha. Ừ. Hay. Em mặc con bé đến đây. Chị hả? Ủa, chị đâu có sao không? Của em. Chứ bọn chị cũng chạy dưới đất nè. Bất tỉnh luôn ha. Cái gì em mà bất tỉnh như con mắt vậy. Ngon nhỉ.